55. Giới chống cự nạn dấn khi được khuyên can. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: nếu là Phật tử phải học 12 bộ kinh, tụng giới mỗi ngày 6 thời, phải hành trì học hiểu ý nghĩa giới Bồ Tát và học hiểu lý tánh của Phật tánh. Luật Nhiếp nói: bởi việc ngăn cản sanh tật đố phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại vườn Cù Sư La nước Câu Diệm Di, thầy tỳ kheo Xiển Đà khi được các thầy tỳ kheo khác đúng pháp khuyên can lại nói như thế này: tôi không học giới này, tôi sẽ hỏi các thầy tỳ kheo trí huệ hành trì giới luật. Các tỳ kheo nghe bạch Phật, ngài quở trách và kết giới: giới của ni độc chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni khi được khuyên can đúng pháp mà nói thế này, nay tôi không học giới này, cho đến sẽ hỏi lại người trí huệ hành trì giới luật, phạm ba vật đề. Nếu do muốn học hiểu được hỏi không phạm. Giải nghĩa: đúng pháp là đúng pháp đúng luật, đúng như lời Phật dạy. Nay tôi không học giới này. Đây là lời nói chống cự khi được khuyên can, như nói: tôi không nghe lời cô để học luật đâu. Cho đến sẽ hỏi lại người trí huệ hành trì giới luật. Người trí huệ hành trì giới luật nghĩa là người nghiêm trì tỉnh giới các tội nặng nhẹ. Các phép khai cấm đều thông hiểu không ngại. Đây là lời nói phản đối lại người can ngăn, tức là ý nói: huống gì cô là người ngu si, tự mình không trí huệ, không rành pháp luật lại khuyên can tôi sao? Nạn dấn là dùng lời xảo trá để gạn hỏi người khác. Ba vật đề là tội kết cho người chống trái nạn dấn khi được người khuyên can. Vì muốn học hiểu thì được gạn hỏi. Hiểu là biết vậy, nghĩa là muốn biết nghĩa lý sai khác của luật như thế nào, học hỏi rộng về các phép khai, cho phép và cấm ngăn, thành, hoại và thông hiểu hai pháp trì, chỉ trì, tác trì nên cho phép. Định tội, tướng phạm của giới này là nói rõ ràng phạm ba vật đề, nói không rõ phạm đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: 1. Đúng pháp khuyên can; 2. Chống cự không dâng theo lời can gián; 3. Nói rõ ràng. Chế chung: tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là nếu tỳ kheo ni kia là người ngu si, không hiểu kinh luật, nên bảo: xin cô hãy trở về học hỏi lại với Hòa Thượng và A-xà-lê của cô. Cô nên học kỹ kinh luật, đọc tụng kinh pháp, hoặc nói để đùa giỡn, hoặc nói vội vàng, nói trong mộng, nói một mình, muốn nói việc này lầm nói sang việc khác, và ban đầu khi Phật chưa chế giới. Hội tường: luật Nhiếp nói có năm hạng người không nên đem tạng luật dạy cho họ, đó là: 1. Kẻ ngu khờ không hiểu biết lại cố hỏi các việc lạ; 2. Kẻ không gì muốn dứt nghi mà hỏi; 3. Kẻ do muốn đùa giỡn nên nêu câu hỏi; 4. Kẻ do muốn làm buồn phiền người khác nên hỏi; 5. Kẻ cố ý tìm lỗi người nên gạn hỏi.